vừa gia đình rồi vừa thi cử nữa thì em bị rơi vào trầm cảm, không có sống nữa, chuẩn bị sẵn thuốc men hết trơn rồi, tính đi lên trên mạng chào mọi người, cái tự nhiên là có một cái nick lạ quơ lạ quắc nhảy vô hỏi em bé nào đây, ảnh cấu lên thế là nó kêu là sống chơi rầm sướng như thế này này không chơi rồi vậy đó hả, không thể là tự nhiên em bình tĩnh cái em kêu hay là thử sống thêm chút xíu nữa đi, thử coi chơi với cái anh này coi có sướng thiệt như ảnh nói hay không. Anh vừa chạy trầm như thế này này mà ảnh dựng cái điện thoại, em biết là đúng là đối tượng của mình rồi, mà lúc đó ảnh có một cái điểm rất là hấp dẫn, đó là ngực của ảnh có lông. Sau khi nhìn một người đàn ông cái người không có lông thì trong đầu em nghĩ tới là cái gì? Em có con với anh rồi. Tên Trần Quý Minh, hiện nay em 32 tuổi, em đang làm quản lý. Còn em tên Trần Kiều Thi, năm nay em 22 tuổi, em đang là sinh viên năm tư trường đại học Sài Gòn. Em hơn vợ em là 10 tuổi đúng không? Vậy thì cơ duyên nào hai người gặp nhau vậy? Em có để ý thầy giáo của em, rồi em muốn đi tìm hiểu thông tin về thầy. Em có add đến một số bạn của thầy, thì trong nhóm bạn đó là có ông xã em hay à. Tới khi mà em học lớp 12, em có một số vấn đề vừa gia đình rồi vừa thi cử nữa, thì em bị rơi vào trầm cảm, không muốn sống nữa, chuẩn bị sẵn thuốc men hết trơn rồi, tính đi lên trên mạng chào mọi người, cái tự nhiên là có một cái nick lạ quơ lạ quắc nhảy vô hỏi em bé nào đây, cũng nói chuyện. Sau đó thì em cũng có nói với ảnh là nói chuyện với thầy xong là con đi chết đây. Tôi nghĩ là chắc là nói đùa, không thể nói thiệt. Sau đó anh cũng khuyên, anh vẽ ra đủ thứ lý do để cho em yêu đời, để em sống á. Nhưng mà lúc đó bướng lắm, anh cứ khuyên mà không chịu, thế là anh cáu lên. Thế là anh nói rằng là sống chơi rầm sướng như thế này này không chơi. Rồi vậy đó hả? Không thể là tự nhiên em bình tĩnh, cái em kêu hay là thử sống thêm chút xíu nữa đi, thử coi chơi với cái anh này coi có sướng thiệt như anh nói hay không. Rồi chừng nào thì hai người mới gặp nhau? Qua ngày hôm sau, khi mà em tới thì đúng lúc đó là ảnh đang chơi bóng chuyền. Em cũng không biết ảnh là ai nữa. Em vừa coi em vừa nhắm đối tượng, cũng nhắm chúng anh này rồi. Gần như hai người này có một cái sợi dây vô hình giống như là duyên tiền định, cách cảm, hình giao cách cảm đúng không? Nhưng mà sao em biết đây là đối tượng của mình? Thì sau đó rồi khi mà đội bóng chuyền chơi xong, bắt đầu là em gọi điện thoại. Thế là ảnh vừa cởi trần thế này này mà ảnh dựng cái điện thoại, em biết là đúng là đối tượng của mình rồi. Mà lúc đó ảnh có một cái điểm rất là hấp dẫn, đó là ngực của ảnh có lông. Sao hát người vậy? Không biết sao nữa mà từ trước tới giờ em cứ nhìn thấy người đàn ông mà ngực lông lá là em thấy gớm lắm. Sau khi nhìn một người đàn ông cái ngực không có lông thì trong đầu em nghĩ tới là cái gì? Em không có con với ảnh. Rồi. Gặp một người đàn ông người không có lòng tự nhiên, điều đầu tiên lóe lên trong đầu của mình là ồ em muốn có con với anh. Thôi ngoài cái ngực của anh không có lông thì lúc đó cơ thể của anh em cho là bao nhiêu điểm? Chừng 8 điểm thôi. Là 8 điểm là sao? Về độ hình thể, núi hay là không? Anh không có núi đâu, lúc đó anh có 64 kg. Bây giờ dường như em có vẻ không đủ 64 kg đúng không? Dạ, từ hồi mà em lập gia đình xong em được bà xã chăm sóc thì nó tụt xuống 4 kg. Cái thời gian mà hai bạn quen nhau rồi đó, có cái gì mà hai bạn ấn tượng? Hôm đó thì ảnh chở em về, giới thiệu với nhà ảnh. Trên đường về thì ảnh có mới chở em vô một cái nhà thờ, nó hình chiếc vương miện rất là đẹp, rồi có đàn nai. Em mới nói ảnh là chụp hình cho em. Đang chụp hình cái là tự nhiên cái ảnh đứng ngay người ra. Em gọi 2-3 lần ảnh không chịu nghe, cứ đứng ngay người ra vậy nè. Thế là em điểm theo cái tia mắt của ảnh, em điểm theo phía sau lưng. Thì em nhìn nè, thấy phía đằng sau lưng em hai chị rất là đẹp. Em ghen lên, em mới bảo rằng là tại sao đang chụp hình cho em mà anh lại đi nhìn người ta. Ảnh mới viện lý do đang chụp hình cho em, cái tự nhiên anh nhớ tới một giấc mơ của anh. Em đã từng mơ cái khung cảnh này rồi, là dắt một người cô gái tới đây chụp hình y chang cái khung cảnh mình mơ luôn, nhưng mà không có hai cô gái phía sau. Yeah. Ông em những cái giấc mơ vậy có đó chứ không phải là giả bộ đâu. Theo chị em là không có. Tin. Em hỏi là vậy chứ anh mơ cái đó lúc nào? Anh kêu mơ đâu cả chục năm về trước á, mà lúc đó đâu biết nhau là ai. Chị đã nói rằng là cái mối tình của tụi em nó giống như là duyên tiền định đó. Rồi. Nhưng mà chị có một cái thắc mắc như vậy nè, em lớn hơn vợ em tới 10 tuổi. Yeah. Vậy thì có gặp cái rào cản nào trong cái sự đồng ý của gia đình bên đó không? Bên nhà vợ chứ em già. Còn bên nhà em thì chơi ảnh xấu. Rồi cuối cùng sao mà lấy nhau được? Thì hôm đó là ảnh vừa mới tới nhà em, ảnh lập công, đó là ảnh xả thân ra, ảnh cứu được ba em. Ba em là thương binh đi chiến trường Campuchia về, bị một viên đạn bắn vào đầu á, nó thêm cái chấn động kinh nữa. Tới lúc mà lên cơn là ba không có biết gì hết trơn á.
Từ hôm đó em rồi mẹ em rồi em gái em nữa, cả quá trời luôn. Mà cuối cùng là ba chạy ra ngoài ban công nhảy xuống. Vừa mới tới nhà chưa mở cửa luôn mà tự nhiên người từ trên nhảy xuống đón mình thì mình sợ. Em giơ tay em chụp được cái đầu bố vợ nhưng mà cái chân em không có chụp được. Lúc đó thì ba em chỉ bị rạn xương thôi. Mà ảnh thì ảnh có tiền sử dụng đi điện. Mà ảnh lao ra ảnh cứu bố em như vậy. Rồi cho nên là ông bà nội em á rất là mang ơn ảnh. Thì em mới tranh thủ luôn lúc đó em mới kêu là thôi nếu mà bây giờ ông bà muốn đền đơn cho ảnh thì thôi ông bà cho con cưới ảnh đi. Em thấy cầu hôn lúc đó rồi là tại vì gia đình đã nói đúng rồi chứ. Em mà cầu hôn người ta. Dạ có nhớ. Thì khi em dắt bạn gái em đi khu du lịch Vườn Xoài, em thấy đà điểu nó ấp trứng. Rồi em mới nói với bà xã, em có muốn ngày sau này mình dẫn mấy con đà điểu kia không? Lúc em khái lắm, tại vì em biết là thành công rồi. Nhưng mà tại vì không lẽ cứ chơi hoài cái câu em muốn có con với anh hay là em muốn cưới anh. Thế là em mới dùng theo ngôn ngữ của tuổi em lúc đó đó. Em mới bảo là anh không biết rằng là em say nắng lâu rồi à. Em có hiểu. Em kéo vô cái quán cà phê ấy, em đè ra em đắp gió. Trời cái ông mẹo mới lên báo tôi lắm. Từ say nắng người ta mà ông mẹo cạo gió. Em à, cách nhau tới 10 tuổi là rồi cái lúc cũng cạo gió cho em vậy á, trong lòng em sao? Vui tại vì cứ có gọi là có cơ hội đụng qua đụng lại vậy vui lắm. Cái nhưng mà cũng là đụng qua đụng lại. Thì hỏi nè, rồi bây giờ là hai đứa lấy nhau rồi thì đã có cháu nào chưa? Em được hai cháu rồi. Có nghĩa là lấy xong là thực hiện ước mơ liền. Dạ đúng rồi. À, trước khi đám cưới với nhau, tụi em có dắt nhau đi khám sức khỏe. Em thì rất là ổn, nhưng mà bác sĩ phản một câu với bà xã em rất là khó có con. Ồ vậy đó. Dạ. Như vậy có nghĩa rõ ràng là em được ông trời thương lắm. Thứ nhất á, là trong lúc mà em muốn bỏ mạng của em á, thì em gặp được chồng em là cái người đã cứu em, đúng không? Thứ hai nữa là em cầu được ước thấy. Có nghĩa là cầu được có con với ảnh là chưa học xong đã có hai đứa rồi. Trong khi đó khoa học nói em là em có con. Được lấy nhau hạnh phúc không? Cứ về thì ảnh cũng cưng. Có một cái là bực mình ảnh lắm là tại vì ảnh cứ dập em ra ngoài à. Hồi xưa là ba mẹ ảnh có nhắm cho ảnh một chị. Khi mà ảnh ngỏ lời với chị đó, hên là chị đó không đồng ý. Em có hỏi lại là lỡ lúc đó chị đồng ý thì làm sao mà tới em. Cũng kêu là anh tính anh vậy, ai thương anh thương lại à. Khi mà cưới xong á, chị đó cũng nhắn tin rồi. Thậm chí là cãi nhau với bạn trai xong rồi cũng gửi cho chồng em. Có lần nhắn con câu à, là cần ảnh ở bên cạnh an ủi. Mà ảnh từ Sài Gòn mà ảnh chạy xe 40 cây số anh về Đồng Nai để anh an ủi. Trời ơi, đâu có được em, không có được. Lúc đó là em giấu rồi nhưng mà phát hiện ra. Dạ, em chỉ nói là về thăm gia đình thôi. Rồi lúc đó làm sao? Lúc đó thì em biết rồi, bắt đầu là em giận lên. Rồi đã vậy rồi thêm chuyện là ảnh giữ kỷ vật của người ta nữa. Cái gì kỷ vật là cái gì nữa? Đó là một cái chăn len chị tự đan cho ảnh. Sao mà em biết cái đó của chị? Lúc đó là em nằm viện, chăn trong bệnh viện đó không đủ ấm thì em mới nói ảnh là mang chăn ở nhà vào cho em. Anh mang cái chăn đó lên thì em thấy đẹp quá, em mới kêu là trời ơi chăn đẹp quá, anh mua ở đâu vậy? Cái ảnh tự khai lên không, này người ta tặng anh. Cái em hỏi là ai tặng thì lúc đó ảnh lúi húi làm sao đó, anh không để ý sao, anh kêu Thủy tặng đó là em biết. Có như là đang bệnh rồi chuẩn bị hết bệnh vì nghe chăn đó của bạn gái trước của bà chồng mình là nghe xong mà bệnh nặng thêm. Dạ không hết bệnh liền. Để hết bệnh để xử chứ. Rồi cái em giận mà em nói dục đi mà không chịu dục. Hiện tại muốn hỏi là cái chăn nó còn. Dạ còn. Em lấy cái chăn em đắp cho con nha. Thực ra trong cuộc sống vợ chồng đó mà có những cái nó khác. Lúc yêu thì ai nấy là giữ cái cá tính của mình. Nhưng mà khi lấy nhau rồi á, có đôi chút phải nhường nhịn. Thì sau khi lấy nhau cái điều gì em muốn bà xã em thay đổi? Em chưa hài lòng rất là nhiều. Nhiều lắm hả? Dạ nhiều lắm. Thì trước khi mà mình mà chưa hài lòng rất là nhiều, mình phải đưa ra một cái thỏa thuận với bà xã là khi nào mà hai vợ chồng mà có xung đột gì thì cái người á có lỗi á lên giường đắp chăn nằm trước chờ người kia lên xử. Biết xử gì vậy? Không biết xử gì mà giờ có hai đứa. Đó biết chưa? Đó xử gì hay gì? Vậy là em nói có lỗi nhiều mà ngày nào cũng xử gì sao chịu nổi. Bây giờ mới hiểu. Tại sao mà từ 64kg còn có 60kg? Thường á thì em không đồng ý ở vợ em những cái điều gì để mà vợ em bị xử hoài. Thứ nhất đó là cái chuyện gọn gàng sạch sẽ. Tới giờ đi học là chỉ có mặc đồ vô, sách cặp, giọt.
đồ nhà cứ để ra chăn mùng mà gì đó, là em phải xếp từ đầu đến cuối, xong rồi em quyết định đi làm. Lúc đó bức xúc bảo em là con gái mà sao toàn bắt anh xếp chăn không vậy, anh làm hết từ đầu đến cuối rồi chế về làm anh sao. Thì lúc đó mới chia ra thứ hai, thứ tư, thứ sáu là anh xếp, thứ ba, thứ năm, thứ bảy là em xếp. Được tuần đầu tiên trời ơi phải nói là rất là hoàn hảo. Tới tuần thứ hai ngựa quen đường cũ, cứ lấy lý do là trễ giờ học, em mới bức xúc, em mới bảo vậy không được rồi. Thì em nghĩ ra một cách như vậy nè, tới ngày đó mà không xếp em để cho đi học cho tới chiều về, một đống trên giường em, nói chung mình chưa có xếp gì hết, em là xếp chăn cho anh. Em là cầu nhau có mỗi mấy cái chăn thôi mà cũng xếp một hồi mà em thấy nó thành một đống chứ không phải nó thành đống. Tại vì em đi học từ sáng tới chiều là 5-6 giờ mới về, mà 8-9 giờ là tụi em lên giường ngủ rồi. 5-6 giờ bắt gấp chăn xong 8-9 giờ lại bung ra ngủ. Lúc em bực bội ghê lắm, không chịu mà anh cứ bắt thôi. Sau đó mới nghĩ là thôi cố gắng sáng sớm ngủ dậy xếp luôn cho rồi đi. Còn em sao rồi, em bực bội chồng điều gì? Em chỉ bực bội ảnh cái là ảnh cứ đi an ủi những cô học trò cũ của ảnh, mà mặc dù là đã có vợ rồi, ảnh quan tâm dữ lắm, ảnh thương người ghê. Thực ra nó là quy luật rồi, học trò nữ thì thường tìm cái sự an ủi ở thầy, còn học trò nam á thì lại tìm cái sự an ủi nơi cô. Thôi giờ mình lấy chồng giáo viên mình phải chấp nhận thôi. Thôi nhưng mà em thường hay nghe mọi người nói á, giờ con gái giờ nó ghê lắm, giờ em hở ra một cái rồi lỡ đi an ủi vậy rồi nó dớp mất chồng em. Theo chị thì như vậy nè, trong cái cuộc sống vợ chồng á, nó nhìn có lo toan lắm, nhất là khi mình đã có con cái rồi thì những cái lặt vặt đó bỏ qua được nên bỏ qua, tại vì những cái sẻ chia an ủi và chăm sóc đó là cái bản năng của người thầy rồi. Còn riêng về học sinh á, người ta nói là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Học sinh cho đến bây giờ vẫn còn đi học, mặc dù đã là mẹ rồi vẫn còn nhõng nhẽo, vẫn bừa bộn, vẫn tìm cách trốn việc nhà là biến đó. Thực ra nếu mình biết vận dụng á thì nó là những cái gia vị trong tình yêu của tụi em. Bằng chứng là bây giờ chị thấy nè, ngay lúc mà nói chuyện với chị Lý Thuật á là tụi em vẫn có những cái ánh mắt trao nhau rất là âu yếm, rất là bao dung. Bên đây thì vẫn này, còn bên kia thì nhìn bao dung đúng không? Cho nên là qua cái buổi nói chuyện này thì chị nghĩ rằng bây giờ là mẹ rồi, chững chạc lên. Còn bây giờ á, biết vẫn còn là ông thầy đó, nhưng mà nhớ là mình đã có vợ rồi, có con rồi, bớt, giảm bớt. Dạ. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Ba Chục Con. Em là Nguyễn Công Hải, là nghề nghiệp chính là lái xe. Năm nay là 25 tuổi. Em tên gì? Dạ em là Trần Thị Thu Thương, 24 tuổi và em làm nghề cắt tóc. Nếu anh đó không lầm thì trong một dịp nào đó em đi cắt tóc và em cua vợ em đúng không? Dạ em lúc trước là em cũng là cắt tóc chung luôn. Nhưng mà tại không làm nữa nên nghỉ rồi qua lái xe. Rồi hai bạn là quen nhau trong một trường hợp nào? Mà em làm chung tiệm tóc với một bà chị. Rồi bà chị đó là quen anh họ của anh này. Hai người đó đi chơi xong rồi có vụ rủ anh này đi theo, nhưng mà thấy anh này có một mình buồn quá. Xong mới rủ em đi, mà cái tính em kỳ lắm, mà cứ nghe karaoke là em khoái à. Lúc đó cũng đang buồn nữa mà nghe ông anh không rủ đi nhậu đi chơi rồi làm mai cho em này thấy cũng dễ thương lắm. Rồi lúc đó em cũng mới đi theo. Em cũng lúc đó cũng thấy ấn tượng, nghe thấy câu này đi ra cái leo lên xe ngồi rồi không có nói năng gì hết. Không có xin phép luôn hả? Đúng rồi. Em nghĩ là chắc cô này cũng có cái gì đó rồi cũng thích mình hay sao. Thấy bạn này cứ nhìn em hoài à. Không phải, phải có lý do mới nhìn. Lúc ra là thì mình thấy ủ sao này quen quá ta. Chứ nhìn thử coi mình có nhớ ra không thôi chứ cũng chả có gì. Nhưng mà nhìn một hồi thì thấy cũng được. Cứ để ý để đó thôi rồi tính sau. Kể từ đó cho đến lúc quen nhau là bao lâu? Nhanh lắm. À chắc sau đó là quen luôn hả? Sau đó có mấy ngày thôi, cái tới một tuần. Trong lúc quen nhau á, em có ghen với chồng không? Có ghen mà chia tay luôn. Ghen. Cái gì ghen mà chia tay luôn mà mới có một tuần mà lúc trong lúc yêu nhau đó. Quen nhau với mình biết gì một tuần luôn mà quen nhau xong rồi thời gian nó khoảng cỡ 2 tháng sau rồi mới biết là ông này này nọ cái kia vậy rồi chia tay. Cái kia là sao? Là cái kia thì, là sao? Cái gú vậy á. Nhìn vậy chứ gớm lắm. Gớm lắm hả? Tại bữa đó là em mới bạn em mới rủ đi uống cà phê xong rồi em cũng không biết là bạn nó có rủ hay bạn gái theo. Em nghĩ là chỉ hai người đi chung với con trai thôi. Xong rồi ai ngờ gặp ở trong đó thôi chứ em cũng đâu có biết. Em phát hiện là em không có biết, nói xạo với em là đi chùa với con trai không có con gái. Thì tự nhiên em lên Facebook thì em mới thấy anh kia, anh bạn ngồi đi chung á. Anh mới chụp hình lên phút mà chỉ lót cái vai thôi, nhưng mà em nhìn cái vai là em biết hắn rồi. Nhìn cái vai là em biết rồi, rồi em mới hỏi là có đi đâu ngoài đi chùa không. Mới nói không, không nói sao, tại sao có hình mà dính cái vai trong đó anh. Em biết rồi, lúc đó mới khai thiệt. Em cũng tính bỏ luôn rồi, xong mà không ngờ là cưới luôn á chứ. Chắc mới có liền trước gì đâu. Chắc cũng có chiêu gì đó dụ em chứ. Đám cưới là không có một cái gì gọi là chia rẽ đôi lứa nữa không? Nhiều lắm. Còn nữa hả? Cái bữa đó là bữa đám hỏi. Bữa đám hỏi nhưng mà đàn trai rồi chuẩn bị đi hết rồi. Xong rồi đi tới nửa gần tới nhà rồi.
cái em mới sực nhớ là quên đem nhẫn cưới. Em về quay lại về đi, em không cưới nữa. Lúc đó là gấp quá rồi, quay về thì trễ giờ không kịp rồi, cho nên em chạy đại ra tiệm vàng mua đại 2 cái nhẫn rồi đem vô đó rồi làm lễ luôn. Rồi em biết không? Rồi giờ cái nhẫn đâu rồi? Thì nhẫn nó cất hết rồi, tại vì có bầu em không đeo được nữa, cái em tháo ra em cất luôn. Em nhìn thấy rồi, có ném nhẫn không? Ném nhẫn là cái vụ khác nữa. Ủa, ném nhẫn là ném nhẫn là sau khi đám hỏi nữa mới ném nhẫn. Trời đất ơi. Mà ném nhẫn nào, ném nhẫn vàng đi. Nhẫn cưới luôn, nhẫn cưới. Cưới luôn. Bữa đó là làm chung, là hai đứa làm chung tiệm tóc mà, mở tiệm tóc ra làm chung. Xong có cái bà khách đó. Em với bà khách nói chuyện thì cũng nói chuyện cũng cho em nghe, xong rồi em thấy cũng hợp lý. Rồi em mới nói đồng ý mà không có hợp ý với vợ em. Cho nên vợ em tức quá rồi giục nhẫn luôn. Sao em mà nói cái gì, bây giờ em nói cái gì chứ được á. Mà nói với em, mà nói là phụ nữ đã có chồng rồi phải chấp nhận chồng là hai ba vợ hay này nọ. Em không, tức đó, quá ông này cứ anh đúng á. Chị nói vậy là đúng á. Không muốn là hai ba người vậy đó. Em thấy cũng bây giờ thời hiện đại chồng đi công tác xa thì người vợ tâm lý chuẩn bị thì em thấy cái đó cũng trên TV nó cũng hay nói cũng bình thường. Nhưng mà chuẩn bị cái đó là cái gì? Chuẩn bị áo mưa. Nhưng mà vợ em thì đâu có bực mình cái chuyện mà sắp đồ sắp đạc, mà vợ em bực mình cái chuyện mà em đồng ý cái vấn đề hai ba vợ. Tại vì ông này á, là ông nghe bả nói là bả làm luật sư, ông còn nói một câu là hả, trời, làm luật sư là nói đúng hết á. Nghĩa là chồng em công nhận bà đó nói đúng. Chỉ có những cái nào đúng thì em mới công nhận đúng rồi, chứ lấy cái hai ba vợ thì em đâu có công nhận đâu. Rồi ném chiếc nhẫn rồi ai là người lụm lên? Em lụm xong rồi em đem về nhà ba mẹ vợ, nói với ba mẹ vợ, nói vợ con nó giục nhẫn không cưới nữa thì thôi con đem về. Em cũng về trển, em cũng nói là thôi về em không cưới nữa. Cái mới kể ra nghe thì ông ba chồng mới nói là trời ơi, chuyện của người ta nói kệ, nhưng mà người ta nói em không quan tâm, nhưng mà chồng em nó đồng ý. Đồng ý là cho nên em bực là bực cái chỗ đó. Nhưng mà bực cuối cùng cũng cưới người ta. Lúc đó thấy về nhà em thấy khóc lóc rồi nói chuyện thấy cũng tội nghiệp, cho nên mềm lòng lượng chút xíu luôn. Bây giờ rồi sau khi cưới rồi còn giống y vậy không hay là khác? Mới tính ly hôn xong về lại là đi tham gia chương trình này luôn. Ồ vậy đó hả? Giờ hai đứa có con chưa? Dạ con được 2 tháng. Mà vẫn còn con nít y vậy đó hả? Tại sao đòi ly hôn? Em nói nha, em nói nghe nha. Em kể hết đi. Tại vì á, ông ta ngộ lắm, quý đi xe hơn vợ con luôn. Xe mà nó hư cái sửa 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu cũng xách tiền đi sửa. Mà bữa đó hả, ba em mới cho tiền em mới nói anh, ba cho tiền cho em mua cái áo nha. Mà cái áo có 100 mấy, 200 ngàn à. Mà anh ta nói áo quần gì, tiền không có tiền mua sửa cho con mà áo quần em... Lúc đó là ba mẹ em nói là không nên ăn diện lúc mới đẻ. Em nói là thì chừng nào đẻ từ từ rồi mua sắm gì cũng được. Nhưng mà nói như thế nào đó chứ nói tiền không có mua sửa cho con mà quần áo. Em tức, em mới nói ủa sao anh mới sửa xe hôm qua mấy triệu bạc, sao anh không biết suy nghĩ là tiền nó để mua sửa cho con. Không lẽ mai mốt em mua cái gì em cũng phải xin anh, cái áo cũng xin anh, mua son mua phấn em cũng phải xin anh nữa hả? Nói anh vậy em sống không có nổi đâu á. Phải tính em đâu vậy, phải vậy đâu. Nó vậy luôn. Chứ ông nói em đừng hù ổng. Em nói em đâu hù đâu. Ký chưa? Em làm thiệt. Em đem lên tòa luôn, em gửi luôn á chứ. Nhưng mà anh ta biết tòa nó sẽ cần cái giấy khai sinh của con em, mà lúc nó chưa có giấy khai sinh sẽ không ly dị được đâu, cho nên anh cứ làm cái xin là phải có chữ ký của em mới làm được. Nói nhắc tới cái này bây giờ máu em nó cũng muốn sôi lên luôn nè, chứ đừng nóng. Nói đi. Nói tới cái giấy khai sinh của con á, em tức. Em nói hả, em nói bây giờ ly dị nhưng mà em sợ nó không có cha tội nghiệp nó. Em mới nói là thôi bây giờ anh xuống ký đi cho con nó mang hộ cha. Sau này nó còn về thăm ông bà nội nó nữa. Năn nỉ hoài vậy mà không là không. Nói... Em biết nếu mà ký là sẽ làm ly dị được, cho nên em mới không ký. Cố tình không ký đúng không? Cố tình không ký nhưng mà nói những câu mà sội sốc lắm mà. Sốc nói câu gì em mà nhớ, nói mà nhớ. Nói à, em cứ coi như không có cha đi anh không ký. Tại vì em mới sốc nên em mới nói sốc lại. Sốc lại phải không? Bà sốc tôi sốc theo đúng không? Còn nói trong đơn ly hôn mà cứ ghi là không có con chung. Trời vậy ơi. Á. Vậy mà có nỗi điên không chứ? Rồi bên gia đình của bên em có ý kiến gì trong cái chuyện mà hai đứa gây lộn rồi đòi ly hôn hoài không? Thì cũng khuyên nhủ hoài. Ba em khuyên thì chuyện nhỏ thì có gì bỏ qua đi chứ còn con nhỏ nữa. Rồi giờ nay nghe lời chưa? Thì về rồi xách nhau đi thi cái chương trình này coi làm sao, về có thay đổi được miếng nào không? Ôi trời. Ta dùng cái từ hai vợ chồng cùng nhau đến tham dự chương trình nghe nó hay không? Ta xách nhau đi thi chương trình. Rồi bây giờ thì sau khi ở với nhau được nhiêu mấy năm rồi? Một năm. Thì bây giờ kể xấu về nhau đi, đó là cái đặc sản của chương trình này. Để cho em nói trước cho, tại vì nhiều lắm em phải nói mới được. Vô tâm vô tình rồi lạnh lùng bình thường thì không sao, mà cứ giận lên cái gì là hả, bỏ mặt vợ con, muốn gì muốn, con bệnh cũng thả ra mà đi uống cà phê với bạn bè một mình, em phải đưa con đi bệnh viện. Trời em tức mà vô tâm lắm luôn á. Tại lúc đó em cũng đang nóng nữa, tính em nóng thì em không có nóng gì đâu, mấy ngày rồi nóng cái gì nữa giờ đó. Vô tâm thôi. Em chỉ không quan tâm thôi chứ rồi. Lẫy đúng không? Tụi coi bạn hơn hết tất cả
luôn. Trời ơi, mà bạn thì bạn... có hai giới, bạn trai với bạn gái. Bạn trai bạn gái gì hả? Nhiều như nhau mà con gái là hơn thêm miếng nữa rồi. Rồi xách tiền cho người ta mượn luôn. Có nữa hả? Ôi, bữa đó là nhỏ đó nó lên Facebook nó than hết tiền. Thế xong ông này mới điện thoại cho nó, nói là ủa em hết tiền hả? Em hết tiền cần nhiều rồi anh cho mượn. Trời. Cái em mới nói nhà không có tiền mà tiền đâu cho mượn, rồi nói anh không có thì anh đi mượn của người ta cho người ta mượn. Trời. Trời. Trời ơi. Tại tính em sòng phẳng lắm, em mượn của người ta nhờ của người ta là em phải trả lại. Với cái bạn đó là em nhờ cái gì? Có lúc trước thì kẹt tiền thì em mượn bạn đó, thì bạn đó đưa xong rồi giờ bạn kẹt thì không em phải là mượn tiền về xài, mà kiểu như mình ở xa quá mình không đi đám cưới được. Bé đó là đi đám cưới, trong cái đám cưới đó luôn thì mới nhờ gửi thiệp giùm thôi, rồi mới sau trả lại. Trời ơi, mà em nói đó giờ anh có bao giờ mà anh quan tâm anh lo vợ còn tiền giờ hết tiền rồi anh cho vợ 5.000, 10.000 đâu, mà tự nhiên thấy người ta than lên Facebook ấy đòi cho ta mượn tiền, mà phải mình có tiền mặt mình cho ta mượn thì em không tức đâu. Này không có tiền mình đi mượn của người ta, vậy mình cho người đó mượn. Trời ơi, cho ta mượn. Còn lại vụ đó còn chuyện gì nữa không? Chỉ có mỗi cái là vô tâm vô tình quá thôi, chịu không nổi. Hay sao em có thật xấu gì nữa kể nghe. Trời ơi, nhiều lắm anh. Ừ, em có đâu. Nói luôn đi, đại hội giật mặt. Nói nhiều nè. Không. Rồi hay ghen nữa. Với lại mà mỗi lần nóng tính lên là nói chuyện nói sốc lắm. Nên em chịu không được. Nói... Có mày tao không? Dạ không có mày tao, nhưng mà sốc hơn mày tao. Sốc hơn mày tao là sao? Vẫn nói chuyện anh với tôi nhưng mà nói anh là người như thế này như thế nọ. Mà trong khi đó em đâu có vậy đâu. Sao không có? Cái giận vợ xé là xách xe đi không một tâm tích, điện thoại không báo máy, nhắn tin không trả lời, nói cỡ nào cũng không chịu về, thậm chí em đi tìm luôn nửa đêm mà lúc đó đang có bầu. Ở nhà em sợ mất công cãi lộn nữa. Tao đi cho rồi đó, phải không? Dạ. Mà đi làm gì để bà bầu đi làm vậy còn nguy hiểm nữa. Em đâu biết mà bà đi kiếm đâu. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt hay ghen đi. Em đi đâu, em đi làm mà cũng nghĩ là em đi chơi gái gú này nọ nữa. Với lại lúc giận thì đừng có nói chuyện mà sốc quá. Tức lên thì mình chỉ nói là anh sao không quan tâm hay này nọ vậy thôi, chứ có gì đâu mà anh ta tự ái cao quá đâm ra nó không vậy thôi, chứ em thấy cũng chả sốc cái gì hết. Rồi bây giờ mong muốn rồi bớt tự ái lại đi. Bớt tự ái nè, là thứ nhất là rồi quan tâm vợ con lo lắng hơn nè, rồi bớt vô tâm vô tình lạnh lùng đi. Vậy thôi hả? Chứ như đó thôi là em mãn nguyện lắm rồi. Nói chứ thấy hai người rất là thương yêu nhau, bằng chứng là đòi ly hôn từ lúc mà yêu nhau tới lúc mà lấy nhau á. Đòi hoài, cuối cùng cũng có ly hôn đâu. Dạ. Cái tồn lại đây bây giờ chỉ là cái khắc khẩu thôi. Coi như là không ai chịu thua. Không ai chịu thua. Cái tôi của mỗi người còn quá là nhiều đó. Đó thì bây giờ hai đứa phải làm sao á để mà dẹp bớt cái tôi của mình lại. Ví dụ như trong cái chuyện gì vợ của em đi tìm em vào cái lúc đêm khuya như vậy. Mà rất may mắn là không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Chứ nếu mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì như thế nào? Thì ở đây chị muốn nói làm sao là cái thời điểm bây giờ không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa, thiên tai bão lụt tất cả mọi thứ, đúng không? Khi còn được ở gần nhau, yêu thương nhau đi, bộc lộ đi, tối nay về thử coi. Mình thương là mình nói mình thương, đúng không? Chứ mình đừng có nói ngược lại nha. Đúng rồi. Cảm ơn em. Em cảm ơn. Giờ đoán nha, em phải người Ukraine. Dạ đúng rồi. Ủa sao chị hay vậy? Sao chị biết? Trời, em tưởng đâu đi là em có phải là người Hà Nội không? Em là người Hà Nội. Hay không? Trời hay quá. Giờ thành thầy bói được luôn rồi. Chỉ bói hả? Sao hay quá luôn á. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Nói chứ không phải đoán đâu. Tại vì á thấy cô bé này ở ngoài xinh quá. Hồi nãy có lén lén hỏi bên ban biên tập á là cô bé này ở đâu mà xinh quá vậy. Biên tập mới nói là người Ukraine. Vậy đó. Chồng người Hà Nội. Em nói Nhưng mà là chắc là em sang Việt Nam đã lâu rồi đúng không? Dạ vâng, em sang Việt Nam 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Rồi thôi bây giờ giới thiệu về mình đi. Để em vợ giới thiệu trước hay chồng giới thiệu? Để em giới thiệu trước. Rồi mà em. Em tên là Sofia Fan, em đến từ Ukraine. Bây giờ em sống ở Hà Nội. Có em bé con lai xinh xinh. Bao nhiêu tuổi? Em bé mình 18 tháng tuổi. 18 tháng. Dạ, còn 18. Sophia Ma bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Quá trẻ so với tuổi. Như là Sophia có chơi TikTok này đúng không? Dạ vâng, em có TikTok, YouTube. Hai vợ chồng cùng làm TikTok đúng không? Dạ vâng. Dạ vâng. Mình có coi rồi. Dạ. Có coi TikTok của hai bạn này rồi. Dễ thương lắm. Dạ. Sắp tới nhìn hiền, nhìn đây hiền đúng không? Không có hiền. Lên trên TikTok là khác. Không có hiền thế nào trôn vợ không ạ? Thật ra lúc đầu vợ chồng em cũng chỉ quay TikTok để cho vui thôi ạ. Nhưng mà đến lúc sau thì thấy được mọi người ủng hộ nhiệt tình, cho nên là vợ chồng em cũng cố gắng là quay để giữ lại những khoảnh khắc đẹp của gia đình. Dạ. Không ngờ là được rất là nhiều người ủng hộ đúng không? Dạ. Nhưng mà bạn nhỏ 18 tháng
Dạ. Thì bạn ấy có tham gia trong clip nào chưa? Có chứ. Chắc em là được nhiều người mến mộ lắm đúng không? Dạ, dạ. À. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ, em là Sơn, Phan Vũ Sơn tên đầy đủ. Em sinh ra thì sinh ra ở Ukraine, nên em không sinh ra ở Việt Nam. Em sống ở Ukraine một thời gian, xong rồi sau khi hai vợ chồng sau khi tốt nghiệp đại học xong thì hai vợ chồng có làm đám cưới ở bên U, xong rồi mới quyết định về Việt Nam để để xem, một là xem thị trường, hai là để thử sức mình. Dạ. Nhưng mà ba mẹ em là hiện giờ thì ở đâu? À, bố mẹ em thì cũng ở Việt Nam ạ. Nhưng mà không cố định ở một thành phố. Mà do công việc cho nên là bố mẹ em đi lại đi Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội đi liên tục. Dạ. Mà Sơn, ngành chính của Sơn là gì? Ngành chính của em là marketing. Dạ, em theo học marketing từ hồi học đại học. Xong rồi lên thạc sĩ em học tiếp về marketing. Nhưng mà bây giờ thì em ở Hà Nội thì lại em ở chung với bố mẹ hay là hai vợ chồng ở riêng? Dạ, hai vợ chồng hiện tại đang ở riêng ạ. Dạ vâng. Nhưng mà là ở ngoài Hà Nội. Ở ngoài Hà Nội ạ. Dạ. Sophia có làm, Sophia làm gì? À, em làm content creation. À, nói chung là làm kế hoạch cho các video trên TikTok và YouTube của mình và chỉnh sửa video. Editor. Đúng không? Dạ. Mà thường là em dựng trên trên máy tính lớn hay là em dựng trên điện thoại trực tiếp? Tạm thời chỉ dùng trên điện thoại, edit trên điện thoại. Giờ rất tiện. Dạ. Chỉ cần một cái điện thoại. Em cũng chào mình bé cho nên là không có nhiều thời gian tiện. Ôi, như vậy là Sơn là du học sinh ở tại Ukraine. Và phải. Cô bé này em sinh ra ở bên đấy luôn. Ra ở Ukraine. Ồ vậy hả? Dạ. À, rồi bạn này là người Ukraine nữa thì chắc chắn là các bạn quen nhau ở tại Ukraine là hoàn toàn hợp lý. Dạ vâng. À, nhưng mà là chắc lại là quen để đoán nha. Dạ. Chắc là học chung với nhau trong một cái trường, có thể là trường trung học. Và hai bạn coi như là quen nhau từ lúc đó luôn, gọi là thanh mai trúc mã. Đúng không? À, thật ra thì hơi khác một chút. Vợ chồng em thì quen nhau do là hai vợ chồng là học cùng một trường đại học tổng hợp. Thì em học khoa ngoại giao, còn vợ em Sophia thì học khoa tiếng Việt. Khoa tiếng Việt. Vâng. Thì do trường có tổ chức nhiều sự kiện cho nên là hai vợ chồng có dịp gặp nhau thường xuyên. Rồi từ đấy là bắt đầu tìm hiểu với nhau. Tức là quen nhau lúc mà đang học đại học. Dạ vâng ạ. Có 20 bắt đầu hỏi. Năm thứ nhất hay là năm cuối? Năm thứ nhất là cỡ 20 tuổi. Bắt đầu từ năm thứ hai. Dạ. Tức là tầm 20 mấy là quen nhau rồi. Dạ vâng. Nhưng mà em học ở trường đại học đó, em có học tiếng Việt không? Em không ạ. Nhưng tiếng mà Việt lại gặp một cô gái Ukraine. Dạ. Lại học cái ngôn ngữ của quốc gia mình. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ. Chắc có lẽ là cũng thích cô gái này bởi vì là cô ấy yêu văn hóa và yêu ngôn ngữ Việt Nam. Cũng chính vì lý do đấy là em cũng thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt mà lại cũng thích tìm hiểu về phong tục tập quán của Việt Nam. Thì em mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ giúp. Hỗ trợ rồi trả luôn. Nhưng mà tại sao Sophia lại thích tiếng Việt? Dạ, lúc mình vào trường thì mình đã muốn chọn một ngôn ngữ châu Âu. Bởi vì hồi xưa mình học nhiều tiếng châu Âu. Sau đó mình quyết định học một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mới. Cho nên là mình chọn tiếng Việt. Sao không học tiếng Lào, Campuchia? Không có. Không có. Anh hỏi Sophia nè. Vậy thì Sophia biết được bao nhiêu thứ tiếng? Dạ em biết tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt và một chút tiếng Đức. Sơ sơ là 5 tiếng rồi đó. Dạ vâng. Rồi bây giờ nè, hãy sâu vô vấn đề nè. Lần đầu tiên mà em gặp Sophia, em có ấn tượng như về cô gái nào? Ngoài cái việc là cô ấy thích học tiếng Việt. Cái ấn tượng đầu tiên em nhớ là em chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thì em đã thích, em đã thấy một cái sắc đẹp nó rất là tuyệt vời. Thì em đã bị quyến rũ bởi cái sắc đẹp đấy. Thì
từ lúc đấy là em tìm mọi cách để tiếp cận đối, để tiếp cận đối tượng và làm quen. Xong rồi tìm xem cô ấy cần những cái gì, đang thiếu sót những cái gì thì mình bắt đầu mình tìm cách để mình hỗ trợ và bù đắp. Mà đã vậy lại còn phát huy được kỹ năng nữa. Em học ngoại giao nữa đúng không? Dạ, dạ. Cho nên là bây giờ là tiếp cận được Sophia là còn phát huy được cái kỹ năng trong cái sở trường học của mình. Không. Cái này anh hỏi anh tò mò nha. Dạ. Là anh được biết là các cô gái Ukraine rất đẹp. Mà phải nói là về nhan sắc là đứng phải nói là trong hàng top trên thế giới luôn. Hả? Vậy thì ngoài, anh hỏi thật nha, ngoài Sophia ra thì trong lúc đó em còn có tia bao nhiêu cô gái nữa không? Thì tất nhiên là cái này nói hơi khó. Không biết cô hiểu không ta? Hiểu hết. Sophia hiểu hết. Tia. Thì tất nhiên là thời sinh viên thì có rất là nhiều bạn gái người U đẹp và quyến rũ. Nhưng mà em từ khi gặp được Sophia là em đã cảm thấy là có một cái gì đấy kết nối em với Sophia. Từ khi gặp Sophia là lúc đó cứ cho như là em 20 tuổi đi. Dạ. Và trước 20 tuổi á là em chưa gặp Sophia là em có gặp cô gái người Việt nào không? Tức là trong cái bộ sưu tập về người đẹp của em á là có cô gái người Việt nào không? Thì ở đấy ở bên U ấy thì cộng đồng người Việt nó cũng không đông lắm, mà em ở thành phố Kiev thì cộng đồng người Việt cũng nhỏ thôi. Em lại sinh ra ở U cho nên là cách sống với cách nhìn nó hơi khác một chút. Có thể là nó không hợp với những người con gái Việt. Đấy thì em cũng không, có nghĩa là chưa dạ, có chưa, một cô chưa. Bạn người Việt dạ nào? Đúng rồi. À, nhưng mà người U thì có đúng không? Người U thì chắc có thì vậy. Hỏi nhầm Sophia. Rồi bây giờ tới Sophia nè. Sophia có nhớ là lần đầu tiên Sophia gặp anh này trong một cái hoàn cảnh nào không? Dạ vâng, mình nhớ em gặp anh Sơn lần đầu tiên ở bên trường của em. Lúc đầu thì em không chú ý nhiều đến anh Sơn. Nhưng mà sau đó anh Sơn bắt đầu giúp đỡ nhiều, muốn giúp học tiếng Việt. Thì mình thấy anh ấy rất là nhiệt tình, rất là người kiểu giúp đỡ, muốn giúp đỡ. Nhưng mà em có thấy Sơn đẹp trai không? Dạ, có. Mà Sơn là người bạn trai Việt Nam duy nhất hay là trước đó em có quen với con trai Việt Nam chưa? Trước đây em đã sang Việt Nam để thực tập tiếng Việt ở bên trường xã hội và nhân văn ở Hà Nội. Thì cũng ở đó có nhiều bạn trai người Việt mà khen em. Thích em. Dạ, thích em. Nhưng mà chưa có quan hệ. Em chưa thích ai hết. Đúng không? Dạ, đúng không? Nhiều bạn nhưng mà em chưa yêu ai. Bởi vì em cũng thấy nếu có quan hệ với người Việt Nam nội địa thì nó cũng khó một chút. Bởi vì mình thấy anh Son là Việt Kiều từ Ukraine cho nên là rất là dễ giao tiếp. Nhưng mà trước khi quen Sơn thì em có bạn trai chưa? Dạ có. Đó, mà gặp Sơn. Dạ. Rồi sau đó thì cái câu chuyện của các em nó phát triển như thế nào và Sơn chủ động tấn công cô gái này ra sao, trong bao lâu thì coi như là chiếm được cái tình cảm của cô? Khi mà bắt đầu từ cái lúc mà em với Sophia quen nhau ấy, thì bạn em cũng bắt đầu tìm hiểu về nhau nhiều hơn, tại vì sở thích cũng giống nhau, cũng có nhiều chuyện để tâm sự. Thì cũng thời gian nó cứ trôi qua dần dần thì bọn em bắt đầu có cảm tình với nhau càng ngày càng nhiều. Mấy tháng thì cô dính? Mấy tháng? Chắc là khoảng nửa năm ạ. Nửa năm bọn em tìm hiểu về nhau. Xong rồi sau đó là chính thức là yêu nhau. Dạ. Vậy là trong nửa năm đó đó là Sophia có nói sỏi tiếng Việt không? Coi như em cố gắng hết sức để mà dạy tiếng Việt cho Sophia gì đúng không? À, dạ vâng. Em cũng cố gắng hỗ trợ cho Sophia
về về vấn đề tiếng Việt, xong rồi phong tục tập quán của Việt Nam. Những cái gì mà xe khe không hiểu thì em luôn luôn cố gắng giải thích. Còn nếu mà em cũng không hiểu nữa thì em lại phải nhờ đến bố mẹ. Em mình cũng được sinh ra ngoài bên đó mà. Dạ vâng, như vậy, đúng rồi. Như vậy thì cái kết quả thi của Sophia có đạt thành tích tốt hơn so với các bạn không? À... em học về ngôn ngữ Việt mà đúng không? Dạ. Người Ukraine so với người Việt à? Lúc mà em thi á, tại vì em học bên ngôn ngữ Việt. Ngôn ngữ Việt đúng không? Dạ vâng. Vậy lúc em thi á, thi tốt nghiệp á, à, dạ. Cái thành tích của em có cao không? Dạ cũng có là 90 từ 100. Ừ. Dạ. Là có cái sự giúp đỡ của Sơn nhiều không? Có chứ. Không, cái này anh hỏi Sơn nè, thật ra là trong cái tiếng Việt Nam mình á là rất khó nha. Dạ. Nhất là trong cách phát âm. Dạ đúng rồi. Vậy thì em có nhớ cái câu chuyện nào mà nó liên quan đến cái việc nó liên quan đến cái việc gọi là em dạy cô ấy phát âm không? Có câu chuyện vui nữa không? Về phát âm sai, phát âm sai thì trong đời thường do tiếng U nó cũng là không có dấu, nó cũng giống như các tiếng đó. Châu cho nên là khi mà sẽ phát âm nhiều lúc là sẽ có thể nói nó sai từ ấy. Em có nhớ cái từ nào mà sai không mà nó vui vui ấy? Từ nào nhà vợ có nhớ? Em nói sai nhiều quá không nhớ. Tại vì thật ra tiếng Việt Nam mình rất khó nghe. Dạ. Vâng, rất khó cho nên là thật ra để mà nói ví dụ cụ thể thì cũng khó. Tại vì trong đời sống bình thường, vâng. Cứ sai ấy, thì em sẽ cố gắng sửa cho xe khen. Dạ. Rồi vậy là yêu sau 6 tháng là bắt đầu chính thức yêu nhau. Dạ. Lúc đó là có đưa về gặp bố mẹ chưa? Hay là yêu một thời gian lâu rồi mới đưa về gặp bố mẹ? Sau khi chính thức yêu nhau thì em có nói chuyện với bố mẹ. Và bố mẹ em ạ? Dạ vâng, cũng bố mẹ em. Cũng kể qua thôi. Chưa đến một lúc sau nữa thì em mới quyết định là cho xe khe về để giới thiệu với bố mẹ, với gia đình. Mà tại bên U luôn? Ở bên U ạ, dạ vâng. Là em đưa Sophia về với bố mẹ em trước, rồi em mới qua gặp bố mẹ của Sophia. Đúng rồi ạ. Xong rồi em nhớ là lần đầu tiên em tới nhà Sophia là sau khi em đi du học ở Anh về. Em du học ở Anh về là em qua luôn từ sân bay, em chạy qua về thẳng nhà Sophia để làm quen với bố mẹ Sophia. Rồi ông bà sao? Ông bà welcome con rể Việt Nam không? Thì lúc đấy thật ra là cũng chưa biết là con rể hay chưa. Dạ, biết bạn chỉ gái biết là đúng không? Dạ vâng, chỉ biết là bạn trai thôi. Thì em nghĩ là mọi thứ cũng bình thường. Bây giờ phải hỏi Sophia, sau khi mà Sơn về thì bố mẹ em có nói gì về Sơn không? Có thích không? Có thích không hay là? Vâng, em nhỏ hồi đấy bố mẹ rất thích, cũng nói là con trai hiền, rất lịch sự. Và nói chung là anh Sơn là người Việt nhưng mà bố mẹ của em không có vấn đề ngôn ngữ bởi vì anh Sơn biết tiếng Ukraine. Đúng rồi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên mà Sơn đến nhà em á, Sơn mua cái gì tặng cho bố mẹ? Dạ bạn có chắc mua sô-cô-la, hồi đấy trà từ Anh. Đúng rồi, trà từ Anh. Trà Việt Nam hay là trà Anh? Trà Anh ạ. Trà Việt Nam. Trà từ Anh. Rồi, coi như là sau đó là coi như là hai bên gia đình đều coi như là đồng ý cho cái việc là hai đứa coi như dạ. là tiến sâu hơn nữa. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. À, như vậy là chuyện tình cảm của các em không có gì gọi là trắc trở, khó khăn gì thuận lợi không? Có chia tay chia chân trong cái thời gian yêu nhau, có ghen hờn gì không? Đó. Thật ra tình cảm tình yêu của bọn em yêu nhau là 4 năm. Trước khi cưới. Bọn em phần lớn là phải yêu xa, tại vì lúc bọn em yêu là em phải em mới tốt nghiệp đại học xong và em còn phải đi học thạc sĩ ở Đức nữa. Với Sophia cũng tốt nghiệp và đi học thạc sĩ ở Việt Nam. Cho nên là 4 năm là hai vợ chồng em là yêu xa. Ủa như vậy là em học thạc sĩ ở Đức. Dạ. Rồi em đi qua Anh em học cái gì nữa? Em qua Anh trước, em du học xong rồi em mới qua Đức. À. Dạ vâng. Coi như Ukraine là quê hương của cậu rồi. Cậu sanh ở đó rồi. Anh học xong qua Đức. Đúng rồi. Dạ. Lên đó. Rồi sau đó vậy là yêu xa hết. Yêu xa hết 4 năm ạ. Bốn năm yêu nhau 4 năm. Dạ vâng.
mà xa nhau 4 năm luôn. Dạ. Nhưng mà trong cái mình em thì sang Đức, anh Son thì sang Việt Nam để chơi vài tháng, sau đó lại xa nhau. À. Rồi như vậy là anh đoán nha, tức là sau khi đi học về và đi ở bên Anh về đi thẳng qua nhà Sophia. Dạ. Sau đó là coi như là chắc cũng vài tháng là hai đứa đám cưới. Không, em nhớ là cái hồi anh đi du học từ Anh về là em ở được vài tháng, xong rồi em chuẩn bị giấy tờ để đi du học thạc sĩ ở Đức. Ừ. Thì sau 2 năm ở Đức, xong tốt nghiệp xong thạc sĩ ở Đức thì em mới quay lại về U để tổ chức đám cưới. Yeah. Dạ. Được cái lý do nào mà hai bạn quyết định về Việt Nam sinh sống? Lý do hai vợ chồng muốn thử làm kinh doanh ở Việt Nam. Và trước khi hai em vào Hà Nội thì hai em ở bên Nha Trang là mở quán cà phê. Nhưng mà do Covid thì đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. Nhưng bây giờ nè, hỏi thiệt hai đứa nè, sống ở Đức cũng có thử rồi. Dạ. Ở Anh cũng có thử rồi. Dạ. Ở U thử rồi. Việt Nam giờ thích sống ở đâu nhất? Thấy ở đâu sống là phù hợp với mình nhất? Em thì thấy ở Việt Nam mình cũng là người Việt, nên là em cảm thấy rất là thoải mái. Với con người rất là thân thiện. Với cái quan trọng nhất là ở Việt Nam rất là dễ để kinh doanh. Về vấn đề kinh doanh thì em thấy ở Việt Nam, tại vì Việt Nam đang là một đất nước rất là phát triển. Nên là bạn bè nước ngoài của em cũng đầu tư rất là nhiều về Việt Nam. Dạ. Tại vì vâng. Còn Sophia thì sao? Em Sơn á là người ta gọi là lá rụng. Lá rụng về cội. Lá rụng về cội rồi. Còn Sophia thì sao? Em có thích ở Việt Nam không? Em rất thích ở Việt Nam. Em cũng thấy ở đây rất là thoải mái. Nói chung là mình cũng thích thời tiết ở Việt Nam. Bởi vì mùa đông không lạnh như bên châu Âu. Ukraine lạnh lắm đúng không? Dạ, Ukraine lạnh lắm. Rồi, anh muốn biết là cái lễ cưới của em ở bên Ukraine thì cái phong tục của hai quốc gia đó. Tại vì dầu gì cái gốc em cũng là người Việt Nam. Dạ. Em cũng hiểu về đám cưới của người Việt Nam. Đó, vậy thì cái lúc mà tổ chức đám cưới của các em á thì nó có cái điều gì khác biệt không? Lúc tổ chức đám cưới ở bên Ukraine thì thì bọn em chú trọng về phong tục tập quán của U và phong tục tập quán của Việt Nam. Mỗi chỗ mỗi bên lấy một chút. Lấy sao vì, ví dụ khi gia đình chú rể qua đón cô dâu thì cũng phải chuộc. Có nghĩa là phải tặng quà, tặng tiền cho em gái hoặc là em trai. Mua chuộc đó. Mua chuộc ạ. Dạ. Khi mà mua chuộc được xong, rước cô dâu về thì bắt đầu thắp hương. Thắp hương ông bà. Bàn thờ tổ tiên. Wow. Thì thắp hương xong thì mới bắt đầu là tiến hành đến nhà hàng. Thì do là số lượng khách cũng đông, là một hai là không có thời gian để tổ chức chi tiết hơn ấy. Cho nên là gia đình cả hai bên đã quyết định lấy những cái thứ quan trọng nhất của hai nước để tổ chức phối hợp lại. Dạ vâng, đúng rồi. Em cái vụ mà mua chuộc á chẳng qua là hình thức thôi đúng không? Hình thức thôi ạ. Có bao giờ mà mua chuộc mà mấy cô em gái ở nhà không chịu cái là không cưới được không? Không chịu thì lại phải tìm cách để nhiều hơn, nhiều quà hơn để mua chuộc. Em nhớ cái đợt đó em mua chuộc em gái của Sophia, em mua chuộc gì không? Hết nhiều, tức là đó đó đúng rồi nhiều. Đó và em mua chuộc vật chất là đó. Những gì em gái thì đưa tiền, em trai thì đưa xe ô tô. Em trai Sophia lúc đó mấy tuổi? Em trai 8 tuổi. 8 tuổi mua đồ, đồ chơi đúng không? Dạ, điều khiển đúng không? Dạ vâng. Điều khiển. Còn em gái là bao nhiêu tuổi? Em gái thì 18 tuổi. À, vậy là biết xài tiền rồi. Dạ vâng. Biết xài tiền là mua chỗ bằng mini. Rồi. Coi như hai đứa là suốt quá trình yêu nhau là chỉ có yêu xa thôi. Dạ vâng, đúng rồi. Suôn sẻ, không có giận hờn, không có chia tay, chia chân, không có gì hết trơn á. Tất nhiên là có ghen tuông rồi giận hờn. Do là cả hai là phải yêu xa cho nên là bọn em đặt ra mục tiêu là
cố gắng học xong thì sẽ tổ chức đám cưới và về với một nhà. Nên là do có mục tiêu cho nên là cả hai bên đều cố gắng. Theo cái mục tiêu đó. Dạ vâng, tất nhiên là sợ yêu xa 4 năm thì những ngày lễ, những cái ngày Tết, những cái ngày quan trọng, ví dụ ngày lễ tình yêu thì hai đứa không được cùng nhau thì nó cũng rất là tủi thân. Nhưng mà cũng chỉ vì mục tiêu thôi ạ. Chỉ vì mục tiêu cả hai. Nhưng mà anh nói thật Sơn nghe, trong khoảng thời gian mà em xa Sophia, dạ, cô này rất là xinh. Dạ. Đúng không? Thì anh hỏi em hiểu anh hỏi gì. Em ở nước ngoài, dạ, em có sợ mất Sophia? Em rất sợ. Em nói thật, tại vì em rất sợ, tại vì Sophia rất xinh mà Sophia lại lúc đấy là Sophia lại ở Việt Nam. Lại học đại học ở trường Đại học Xã hội và Nhân văn, cho nên là em phải tìm mọi cách để giữ được Sophia. Có ghen okay. Anh Sơn ghen không? Anh Sơn có ghen không? Có. Đang hỏi giai đoạn cho yêu nên là nha. Trước, giai đoạn yêu á. Trước khi em sang Việt Nam, anh Sơn phải làm cầu hôn. Cầu hôn. Oh. Em phải xin bố mẹ của em có được không? Coi như bố là mẹ xác nhận chính chủ. Dạ vâng. Ngồi đây, đúng không? Đúng rồi. Xác nhận chủ quyền á. Dạ. Bây giờ là lấy nhau được mấy năm rồi? 4 năm rồi ạ. 4 năm. Từ 4 năm 2018. Năm, tháng. Wow. Vậy là tụi em cũng trường kỳ rồi ha. Dạ. 4 năm yêu nhau, 4 năm lấy nhau, dạ, 8 năm rồi. Gần một thập kỷ ở bên nhau rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Rồi vậy giờ anh Sơn anh có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì nhiều. Sophia chắc biết cái phần này. Ai cũng có. Đâu Sophia kể đi cái tật nào mà Sophia muốn anh thay đổi nhiều nhất. Thay đổi. Thực ra hồi xưa em thấy anh Sơn thiếu các lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Có vợ đẹp vậy mà. Wow. Cho nên mà em nói cho anh ấy là phải thay đổi, phải kiểu mở cửa xe ô tô khi em vào các thứ. Kiểu ở châu Âu đã nồm nó phải như thế. Gentleman. Và lãng mạn này rồi gì nữa. Và em thấy anh Sơn thay đổi rất là nhanh. Và em thích cái đấy bởi vì anh Sơn là người nói thì ít nhưng mà làm thì nhiều. Đó. Và em rất là thích đàn ông, nó không thích đàn ông nói chuyện nhiều nhưng mà hành động thì ít. Không, đây là cái phần mà kể tật xấu. Dạ, kể tiếp. Kể tiếp tật xấu anh đi. Kể tiếp đi. Thiếu lãng mạn này. Thiếu lãng mạn. Còn gì nữa? Có bừa bộn không? Không. Có vứt đồ lung tung không? Chắc làm ít massage chan. Mình thích massage chan. Có nghĩa là ít khi làm massage chan. Ít khi chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. Không phải là ít khi chăm sóc vợ nhưng mà ít khi làm massage. Có nghĩa là Sophia thích massage chân. Dạ vâng. Mỗi lần. Nhưng mà Sophia có nói với anh biết rằng là em đang mỏi chân, em cần anh massage cho em. Em có nói không? À thích anh chủ động làm. Giờ có ghen không? Có ghen không? Tới bây giờ còn ghen nhiều không? Chắc không. Không có gì nữa. Không ghen luôn. Dạ. Có nóng tính không? Nóng tính cho người khác nhưng mà sơ bội em thì không nóng tính. À nóng tính với người bên ngoài. Dạ, nhưng mà với vợ là không có nóng tính. Dạ. Đúng không Sơn? Em nếu mà vợ em nói thế thì chắc là thế. Đấy. Không nhưng mà cái vấn đề mà massage chân á là đó giờ là em có biết rằng là vợ em rất muốn được em massage chân cho vợ. Em mới biết là vợ em thích massage. Em thích massage nhưng mà em ít làm. Thỉnh thoảng thì thỉnh làm. Thoảng thì dạ. Nhiều hơn. À em muốn nhiều hơn. Đúng không? Em muốn nhiều hơn. Giờ còn gì nữa không hết à? Dạ hết rồi. Không? Có bừa bọn vứt đồ lung tung không? Không, không còn vấn đề. Rồi bây giờ khui luôn nè. Có mê game không? Mê xem Facebook coi như là mạng xã hội không? Mạng xã hội. Có bị nghiện không á? Không, không ạ. Có hay chơi game không? Có chơi game không? Chơi game nhưng mà ít khi. Thôi gì cũng không phải thật xấu. Giờ chị mong muốn thay đổi là chị có massage cho Sophia. Massage chân là yes. Bây giờ một tuần mấy ngày nói luôn đi. Một tuần mấy đêm nè. Massage chân á. Em mong muốn ba lần một tuần.
Đó. 3 lần một tuần. 24/6 hoặc 3/5 chọn, là người chọn. Được không Sơn? Đây là mong muốn của Sophia. Chắc nếu mà mong muốn của vợ thì chắc em phải sắp xếp. Nhưng em cũng không đợi đi. Trời ơi, biết là biết gài liền luôn. Đó, bắt tay là đồng ý. Phải cảm ơn anh với chị Hồng Vân dạ, nha. Em cảm ơn anh chị. Giờ tới Sơn nè. Đó Sơn. Sophia có thật xấu gì cần thay đổi không? Người đẹp của em đó. Thật xấu thì em để ý thấy là ví dụ nhiều lúc là Sophia hay lập luận sai ấy thì em cũng giải thích nhưng mà vẫn giữ cái lập trường của mình, không chịu thay đổi. Là bướng à? Bướng bỉnh, thỉnh thoảng là sẽ bướng bỉnh. Còn cái thứ hai thì em không biết là cái đấy là thật xấu hay không, nhưng mà sáng nào cũng phải có một cốc cà phê với một cái bánh sinh châu. Trời, cái đó lúc nào cũng thế. Cái đó là bình thường. Đúng không? Kể cả khi bánh sừng trâu ngon mà. Dạ, nhưng mà có nghĩa là một tuần ăn mấy lần? Nhưng mà anh Sơn một tuần phải dậy trước và mua cho em. Có nghĩa là sáng nào cũng thích sáng nào cũng phải có một cái cốc cà phê nóng và cái đó là thói quen của người châu Âu hay sao? Dạ. Bố mẹ của chị ấy. Dạ. Bây giờ khi các cụ 80+ tuổi rồi, các cụ vẫn còn giữ thói quen đó. Dạ. Tại bố mẹ cũng đi học từ nhỏ. Dạ. Học ở bên đó từ nhỏ. Sáng nào cũng vậy, cứ bánh mì với cà phê sữa nóng. Bánh mì bơ. Em có ăn bơ không? Đó có. Đó, cứ bánh mì bơ với một chút salad đó, hoặc là gì? Sesame, không phải cái gì gọi là salami. Salami. Dạ đúng ạ. Ăn hoặc phô mai ăn hoài luôn. Ừ. Từ ngày này qua tháng nọ luôn. Và Sophia là cứ bánh sừng trâu với một cốc cà phê nóng. Dạ vâng. Cái đó là tật dễ thương. Tật dễ thương. Tật tốt. Nhưng mà không phải là thích phải là Sơn đi mua. Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Phải là em đi mua, còn không là bao giờ tự đi mua cả. Ừ. Nhưng mà sau đó ăn thêm gì nữa không? Sau đó thì có thể nhịn đến tối luôn ạ. Ăn trưa, ăn tối. Ăn trưa thì em thấy Sophia ít. Phần lớn là ăn tối, ăn sáng, ăn tối. Rồi bây giờ hỏi nè, cô ấy có ghen không? Khó chứ ạ. Cực kỳ ghen. Cực kỳ ghen luôn. Cực kỳ ghen. Bây giờ ghen với ai nè? Thì tại vì công việc của em là về online là chính, cho nên là Sophia có thể là ghen đùa ấy ạ. Có thể là ghen đùa, có thể là ghen thật. Ví dụ mà ghen hình ảnh trên Facebook thôi. Có thể dạ vâng, ghen hình ảnh chứ trên Facebook. Chứ làm gì có người thật. Hoặc là ghen. Tại vì em Facebook của em là dùng để làm việc, thì có thể là người phụ nữ nào nhắn thì có thể là Sophia sẽ bắt đầu trêu. Hoặc là có thể bắt đầu nói ghen. Có lúc nào mà ghen mà cãi lộn nhau? Cãi lộn nhau thì về vấn đề ghen thì không ạ. Về chỉ về vấn đề cuộc sống gia đình, tại vì cuộc sống gia đình thì không thể tránh khỏi những cái những thứ mà hai vợ chồng có thể là không đồng tình. Bây giờ chị hỏi nè, cái cách dạy con á, dạ. Ai là người cầm chịch? Có nghĩa là trong có xung đột về cách dạy con không? Dạ, trả lời. Cách dạy con thì ai là người dạy? Em là người dạy, bởi vì thật ra em là giáo viên, cho nên là cái vấn đề dạy con rất là gần cho em. Em cũng nghiên cứu nhiều về các Montessori để dạy con rất tự do. Có nghĩa là Sophia là người chính. Dạ đúng rồi. Vậy là em có khi nào em xung đột về cái cách dạy với Sophia? Xung đột nói để nói hẳn là xung đột thì không ạ. Ví dụ em có thể góp ý, tại vì do là sống ở Việt Nam thì em cũng phải dạy bé nhà em là cũng phải biết phong tục tập quán của Việt Nam, cho nên là nhiều lúc là nếu mà dạy theo sống theo kiểu châu thì cũng không đúng lắm, cho nên là nhiều lúc là cũng phải góp ý để cho đúng em bé vâng để cho em bé biết về phong tục tập quán Việt Nam, biết về cách sống ở Việt Nam như thế nào. Mà ông bà nội giờ đã về Việt Nam chưa hay là vẫn ở bên kia? Ông bà nội thì ở Việt Nam lâu rồi ạ. Ở Việt Nam lâu. Dạ vâng. Ở mỗi nơi một chút. Dạ rồi, đúng. Ông bà có can thiệp nhiều vô cái việc dạy con của tụi em không? Không can thiệp nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng thì có góp ý. Thì cách dạy của người nước ngoài với người Việt mình có nhiều cái khác nhau lắm. Đúng rồi, khác rất nhiều. Khác nhau vâng, khác rất nhiều luôn. Nội mà cái chuyện mà cho em bé mà khi nó té xuống á. Dạ đúng rồi. Rồi
nước ngoài là người ta để tự đứng lên, còn người Việt Nam mình là không trời xong rồi đánh đất gì thường lắm đó, thì thường những cái đó là dễ xung đột lắm, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bạn Sơn này cũng đã là sinh ra ở Ukraine nên là ít nhiều gì là cũng là người Ukraine rồi. Dạ. Và bố mẹ của anh Sơn cũng sống ở bên Ukraine 20 năm. Hơn 20 năm. Cho nên là cũng... bố mẹ em cũng hiểu. Cho nên là cũng chỉ có góp ý thôi. Rồi bây giờ Sơn mong muốn Sophia thay đổi điều gì? Nếu như có. Thật ra nếu mà đã yêu nhau rồi mà đã có, mà đã về cùng một mái ấm và có cả con rồi thì em nghĩ là những cái thói hư tật xấu ấy cũng sẽ thành là những cái tính tốt. Tại vì mình yêu vợ mình cho nên là em thật ra em cũng không biết là có cái vấn đề gì để thay đổi. Thôi cứ để nguyên như luôn. Cứ để nguyên như vậy. Yeah. Và chồng con sẽ mãi mãi yêu. yêu Sophia có lãng mạn không? Sophia rất là lãng mạn. Vậy thì em cũng, nếu mà như vậy á thì hoặc là em phải ước, em phải mong là Sophia ơi em bớt lãng mạn lại. Hoặc là em phải nói là Sophia ơi anh hứa với em, anh sẽ thật là lãng mạn để phù hợp với em. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bắt buộc đúng không? Đúng không Sophia? Bây giờ cho Sophia đó là nghĩa là chị Vân đang gợi ý cho Sophia. Bây giờ cho em thêm một cái điều mong muốn nữa. Thì em nói đi, em mong muốn điều gì? Sơn ơi. Nói bằng tiếng Ukraine cũng được. Mong muốn. Ừ. Anh Sơn sẵn nào phải mua một cốc mì cà phê sữa nóng và một bánh sinh châu cho em và một tuần và một tuần. Sau đó một mùa bánh sinh châu cho bé Alisa nữa. Nhưng mà còn một tuần thì ba lần gì và ba lần massage chân. Trời ơi ơi Sơn đỏ mặt luôn kìa, đỏ mặt là mắc cỡ là đồng ý đó. Ok, hôm nay nhân dịp đến với chương trình này thì thật sự là trước khi chia tay các bạn thì phải nói là rất là chúc mừng Sơn với Sophia. Các bạn đã có một cái mối tình rất đẹp và để có được ngày hôm nay, rõ ràng là để có được hạnh phúc như hôm nay, để có được nụ cười hạnh phúc thì rõ ràng là các bạn đã trải qua rất là nhiều câu chuyện yêu thương với nhau và hạnh phúc là một lựa chọn. Các bạn đã lựa chọn đúng người, đúng đối tượng để mà chúng ta có thể là trao hết tất cả những tình yêu cho nhau. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh chị ạ. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn. Chúc cái kênh TikTok đó càng ngày càng chị view nha. Cảm ơn. Và chúc luôn hai đứa mau sớm có thêm một bạn. Dạ. Yeah. Có muốn không? Có chứ ạ. Rồi, anh trước khi tạm biệt, anh chúc cho Sơn và Sophia nha. Không có đợi lâu nữa. Bé trai nha. Vài tháng nữa sẽ có tin vui và qua năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời. À, đến với gia đình của Sơn và Sophia và đó là bé trai. Ok, em cảm ơn anh chị.